Các bạn hãy cùng đến với một ca sĩ khách mời mà Trang nghĩ là tất cả quý vị và các bạn đều rất yêu thích. Cô ca sĩ có một quan niệm là giá trị đích thực của cuộc sống chính là giá trị mang tên điều kỳ diệu. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với ca sĩ khách mời Mỹ Tâm. Mỹ Tâm xin trọng kính chào tất cả anh chị và các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Wow, xin mời các bạn.